Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà độc tài Putin và những điều dối trá của ông ta. Cuộc chiến tại Ukraine vẫn diễn ra rất khốc liệt và sự thật về quân đội của Putin như thế nào chúng ta cũng đã được chứng kiến trong thời gian vừa qua trên chiến trường. Với những vũ khí lỗi thời, nhiều xe tăng đáng được vứt vào sọt rác nhưng nó vẫn đủ để giết người hàng loạt. Và cứ như thế, cảnh những cánh đồng quê, những khu nhà của Ukraine bị bắn, phóng hỏa, đốt cháy không ngừng. Đây là hình ảnh những phương tiện chiến đấu cổ lỗ của Nga được đưa vào chiến trường tấn công xâm lược Ukraine đã bị tiêu diệt và bỏ lại hàng loạt. Nhiều binh lính Nga đã chết ở đây. Vào năm 2020, nhà độc tài Nga Vladimir Putin còn tuyên bố rằng không ai muốn chống lại chúng tôi, và ca ngợi sức mạnh của các lực lượng vũ trang Nga rằng Moscow sở hữu hệ thống vũ khí tấn công mà thế giới chưa từng thấy. Nhưng thực tế ở Ukraine khác xa với những tưởng tượng về vũ khí thần kỳ của nhà cầm quyền tại Điện Kremlin. Báo chí Đức giải thích về tình trạng tệ hại của quân đội Nga ra sao. Về hậu cần và bảo trì rất kém. Đây là điều chúng ta có thể thấy với hàng đoàn xe xếp hàng dài tại các nẻo đường tại Ukraine. Và nhiều chiến xa của Nga đã bị nằm lại trên chiến trường. Lý do là thiếu bảo dưỡng, sử dụng vật liệu rẻ tiền như lốp xe của Trung Quốc và khó khăn trong vấn đề cung cấp nhiên liệu. Và trong số các đơn vị xâm lược, hầu như không có bất kỳ phương tiện cứu hộ nào để giải cứu các thiết bị đã bị bỏ lại. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc xâm lược, các báo cáo về tình hình cung ứng tồi tệ đã chồng chất, thậm chí trong một số trường hợp, binh lính Nga còn thiếu cả lương thực. Và chúng ta đã chứng kiến họ đã phải dùng những lương thực từ năm 2015, rất lâu rồi. Và hầu như đã hết hạn. Đây là hình ảnh hết xăng dầu không được tiếp tế, xe quân sự Nga bị vứt lại trên mọi đảo đường tại Ukraine. Những chiếc chiến xa này có giá trị nhiều triệu đô la đã rơi vào tay quân Ukraine. Xe tăng chiến đấu không được bảo vệ. Mặc dù nhiều xe tăng chiến đấu được trang bị thiết giáp nổ phản vệ và một số còn được trang bị cái gọi là EEA mềm loại 4S2, nhưng chuyên gia quân sự Phần Lan Petri đã nhận xét rằng tuy nhiên xe tăng chiến đấu của Nga khó có thể đối phó với các loại vũ khí chống tăng hiện đại. Hệ thống bảo vệ SOTA 1 hoàn toàn vô dụng trước các vũ khí tấn công của các khối NATO. Và bom thì không hề có điều khiển. Cũng như ở Syria, không quân Nga dựa vào sức mạnh tàn bạo của thuốc nổ. Đó là loại bom rơi tự do, loại M62 không có điều khiển với 500 cân thuốc nổ. Không giống như các lực lượng vũ trang phương Tây, không quân Nga có rất ít bom dẫn đường chính xác. Kết quả là các phi công khó có thể thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích, phải bay càng thấp càng tốt trong các đợt bắn phá, dọc đường nhằm vào mục tiêu và do đó bay trong tầm ngắm của vũ khí phòng không của Ukraine. 4 máy bay ném bom Su-34 của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2011 đã bị phá hủy và bắn rơi hoàn toàn. Đây là hình ảnh bom không được điều khiển với chất lượng kém, nằm vương vãi khắp nơi và quân đội Ukraine cũng như người dân phải khiêng về để phá ngòi nổ. Lập kế hoạch và đào tạo kém, Meke nói tiếp. Tôi rất ngạc nhiên vì sự thiếu hụt các cơ sở kỹ năng cơ bản của người lính. Các đơn vị không được bảo vệ sườn của họ, các trại cũng không được bảo vệ. Ngoài ra có thể nhận thấy không có sự hợp tác nào ở cấp đại đội. Và Nga thì vốn rất nổi tiếng về việc tham nhũng tràn lan và ngược đãi. Và Nga có quy định rằng có 12 tháng nghĩa vụ quân sự nhưng những người có tiền có thể trốn nghĩa vụ quân sự thông qua hối lộ. Chỉ những người nghèo nhất trong những người nghèo mới phải vào lính. Vì vậy, sau đó, những người lính nghĩa vụ thường bị ngược đãi, thậm chí việc giết người cũng không phải là hiếm khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này khá giống tại Việt Nam, lính cũ bắt nạt lính mới. Các đơn vị xâm lược Ukraine dường như bao gồm phần lớn là nghĩa vụ quân sự đã buộc phải thi hành nhiệm vụ tại nơi chiến trường khốc liệt. Vì vậy, họ không có động lực gì cả. Đây là hình ảnh lính nghĩa vụ non trẻ của Nga bị lừa đưa đến chiến trường Ukraine, bị bắt trong đói khát, được người dân cho gọi điện thoại về với gia đình. Khả
khả năng phòng vệ kém cỏi và đặc biệt ở lĩnh vực phòng không của Nga. Huyền thoại được đưa ra bởi Điện Kremlin rằng Nga có hệ thống phòng không mạnh nhất cũng đã tồn tại ở phương Tây trong một thời gian dài. Chúng bao gồm tên lửa phòng không Patriot S-1 được đưa vào trang bị năm 2012. Các hệ thống tên lửa Patriot cho đến nay đã được sử dụng ở Syria, Libya và Armenia, cùng nhiều nơi khác. Đối với ngành công nghệ vũ khí của Nga, việc đưa các hệ thống này vào sử dụng đã trở thành nỗi ô nhục. Hơn một chục hệ thống Patriot đã trở thành nạn nhân của máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều hệ thống tên lửa Patriot đã bị phá hủy ở Ukraine dưới làn đạn của máy bay Ukraine. Đó là những chiếc máy bay được điều khiển từ xa. Tuy nhiên, bất chấp mọi vấn đề khó khăn, hỏa lực của quân đội Nga vẫn gây chết người, đặc biệt là đối với dân thường bị bom đạn được vung vãi khắp nơi. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Lan Trang sẽ được đệ nhất phu nhân Mỹ vinh danh là phụ nữ can đảm quốc tế 2022. Nhà báo độc lập Phạm Lan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm sẽ được bà Biden, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, vinh danh phụ nữ can đảm quốc tế năm 2022 cùng 11 phụ nữ khác trên khắp nơi thế giới. Buổi lễ trực tiếp trao giải thưởng này sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington vào ngày 14 tháng 3 do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chủ trì, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Nhà báo Phạm Lan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước và được đệ nhất phu nhân Jill Biden xướng tên ghi nhận thành tích can đảm vượt bậc. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Lan Trang trong phiên tòa ngày 14 tháng 12 năm 2021 diễn ra tại Hà Nội. Phạm Lan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền được quốc tế công nhận. Thông qua các bài viết và phỏng vấn của mình, bà đã sử dụng các lập luận pháp lý được nghiên cứu kỹ lưỡng để vận động cho nhân quyền, pháp quyền và đưa mọi tiếng nói vào các không gian chính trị ở Việt Nam. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã viết như vậy. Bà Phạm Lan Trang là tác giả, viết sách và là đồng sáng lập nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng, tập trung vào việc mở rộng sự tham gia chính trị và thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và tiếp cận công lý. Là một nhà báo, bà đã mạnh dạn đưa tin về các vấn đề xã hội mà báo chí Việt Nam chưa từng đề cập đến trước đây, theo Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng bà Trang đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế cho công việc của mình. Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 vì tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Những người được vinh danh năm nay cùng Phạm Lan Trang đến từ các nước có Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania và South Africa, tức là Nam Phi. Anh và Canada trao giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cũng cho nhà báo Phạm Lan Trang trước đó. Chính phủ Anh và Canada vừa công bố giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cho nhà báo Phạm Lan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Tại hội nghị tự do báo chí tại Tallinn, Estonia vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022, Quốc vụ khanh Anh Lord Armand và Ngoại trưởng Canada Melanie Joly thông báo việc trao giải thưởng này theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh và Canada. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đích thân Quốc vụ khanh Anh Lord Armand và Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh, đồng thời là đặc phái viên của Thủ tướng Anh vinh danh bà Phạm Lan Trang. Đây là hình ảnh bà Phạm Lan Trang với bản báo cáo đồng tâm lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở đồng tâm. Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp nơi ở thế giới, với những nhà báo soi rọi và những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi, và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này công nhận các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là bà Phạm Lan Trang. Tôi xin chúc mừng bà Phạm Lan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà báo bảo vệ sự dũng cảm của người dân Việt Nam, người từng đoạt các giải thưởng.
Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một thông báo vào hôm 10 tháng 2 rằng bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài báo viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao giải tự do báo chí cho bà Trang vào năm 2019 để ghi nhận công lao này. Ngoại trưởng Canada Madeleine Joly viết tiếp, các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi vào các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc buộc chính quyền phải giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản Tự Do và những sách do chính Phạm Đoan Trang viết đã được xuất bản để phổ biến về tự do, dân chủ và nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, bà Trang bị chính quyền Việt Nam kết án tới 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã trải qua 434 ngày bị giam giữ trước khi bị kết án. Giải thưởng Tự do truyền thông của Canada và Vương quốc Anh công nhận việc làm của những người sẽ bảo vệ các nhà báo hoặc ủng hộ quyền tự do truyền thông ở cấp địa phương và tôn vinh các tổ chức, chiến dịch và cá nhân ít được công nhận hơn trong cuộc sống và chống lại sự trừng phạt đối với họ. Được thành lập vào năm 2020, Giải Tự do truyền thông tôn vinh những người ủng hộ tự do truyền thông dù trực tiếp hay gián tiếp. Chính quyền tại Hà Nội cũng sắp sửa đưa nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va ra tòa. Ông Lê Văn Dũng, 52 tuổi, hay còn được biết đến với biệt danh là Lê Dũng Vô Va, bị bắt vào hồi cuối tháng 6 năm 2021 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Trước đó, ông thường xuyên phát sóng trực tiếp các chương trình nói chuyện trên các nền tảng mạng xã hội với tên là CHTV. Chuyên bình luận về các vấn đề chính trị, xã hội và đặc biệt là giúp những người nông dân bị mất đất khiếu nại vụ việc của họ. Sau 8 tháng bị tạm giam để điều tra, ông Dũng cũng sắp sửa phải ra tòa tại Hà Nội. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Dũng Vô Va. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bảo chữa của ông Lê Văn Dũng cho biết thông tin cập nhật mới nhất như sau. Tòa đã quyết định sẽ xử vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, thì tôi cũng gặp anh Dũng cách đây hơn một tháng rồi. Anh ấy khỏe, tinh thần cũng bình thường. Khi được hỏi liệu ông Dũng có thể hiện quan điểm gì về việc bản thân bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước hay không, vị luật sư của thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói rằng ông ấy cũng cho rằng là ông ấy chỉ thực hiện các quyền của công dân thôi, chứ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Quan điểm của ông ấy là như vậy. Và bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Lê Văn Dũng cũng đồng quan điểm khi cho rằng ông hoàn toàn không có tội. Bà đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói FA thông qua điện thoại như sau. Tôi nghĩ rằng anh Dũng không có tội gì cả. Những bằng chứng mà cơ quan an ninh đưa ra không đủ sức thuyết phục để chứng minh một người có tội. Nó đều là những cái clip ở trên mạng. Theo như mọi người xem và đánh giá thì nó không đủ căn cứ để tiết lộ cái tội anh Dũng. Theo thông tin từ phía gia đình thì toàn bộ các bằng chứng được sử dụng nhằm buộc tội công dân ở Hà Nội này là những video của các buổi phát sóng trực tiếp do ông này thực hiện trước đây, bao gồm các bình luận về vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào hồi năm 2015, thảm họa môi trường do Formosa gây ra vào năm 2016 và các buổi đưa tin về những vụ người dân khiếu kiện đất đai. Luật sư cho biết những video này sau đó được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm luận kết luận là có nội dung nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng, một thành viên khác của nhóm CHTV, cùng với ông Lê Dũng Vô Va đã bị bắt và xử 5 năm tù giam trong một phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Trả lời câu hỏi liệu có hy vọng gì vào phiên tòa xét xử sơ thẩm sắp tới hay không, bà Bùi Thị Huệ tỏ rõ sự mất tin tưởng vào hệ thống tòa án của Việt Nam. Bà nói, từ trước đến nay thì các phiên tòa như thế này đều là những phiên tòa nói là công khai, những người nhà cũng không được vào. Diễn biến phiên tòa như thế nào thì chắc là tôi, là vợ và những thắc mắc cũng không được vào. Thực ra là cũng không có hy vọng gì vào các phiên tòa như thế này. Vì án này đều là những án chỉ định rồi, thì gia đình cũng chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần. Ông Lê Văn Dũng không có mặt tại nhà vào hồi tháng 5 năm 2021, khi cơ quan an ninh điều tra Hà Nội đến nhà để đọc lệnh khởi tố bị can. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông mới bị bắt sau khoảng một tháng bị truy nã toàn quốc.
một người bà con của ông Dũng là ông Nguyễn Văn Sơn, 65 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc tội danh là che giấu tội phạm theo điều 389 của Bộ luật hình sự. Ông này bị cho là đã giúp đỡ nhà báo độc lập Lê Dũng vô va. Ngoài ông Dũng ra còn có một thành viên khác của nhóm CHTV là ông Lê Trọng Hùng cũng bị bắt và bị xử 5 năm tù giam trong một phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Và giữa thời buổi toàn cầu hóa này, thông tin trên mạng có thể kiểm chứng, nhưng nhà cầm quyền tại Việt Nam vẫn đàn áp mọi tiếng nói của người dân.